Mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Góc nhìn thẳng của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Thưa quý vị, lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam đánh đuổi quân xâm lược, giành chính quyền, thống nhất đất nước. Hòa bình thì mang đến cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Lá cờ Tổ quốc lại hiên ngang tung bay phấp phới khắp mọi nơi trên đất nước hình chữ S mang tên Việt Nam. Vậy nhưng, một vài kẻ bất đồng chính kiến, những thế lực thù địch phản động, phần tử cơ hội luôn rình rập, tìm mọi điều kiện để chống phá, từ tuyên truyền đến xuyên tạc, lôi kéo kích động nhân dân và ngay cả lá cờ đỏ sao vàng cũng là mục tiêu công kích. Vì sao lại như thế? Góc nhìn thẳng hôm nay sẽ cùng phân tích làm rõ. Lá cờ đỏ sao vàng chính là quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà mỗi người dân đều dành cho một tên gọi thân thương, đó là cờ Tổ quốc. Ra đời và xuất hiện lần đầu vào năm 1940, tháng 9 năm 1945, cờ đỏ sao vàng chính thức trở thành quốc kỳ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau khi hai miền Nam Bắc thống nhất vào năm 1975, cờ đỏ sao vàng tiếp tục trở thành quốc kỳ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ, là đại diện cho chủ quyền quốc gia Việt Nam, là biểu tượng của hồn nước, lòng dân, của tình đoàn kết đời đời bền vững của các dân tộc Việt Nam. Lá cờ là biểu tượng thiêng liêng nhất, thể hiện nhiệt huyết cách mạng, sự hy sinh, anh dũng của toàn thể dân tộc. Màu đỏ tượng trưng cho máu, nhiệt huyết cách mạng và chiến thắng. Màu vàng tượng trưng cho làn da và tâm hồn trong sáng của dân tộc Việt Nam. Ngôi sao năm cánh là sự đoàn kết của năm tầng lớp tham gia cách mạng: sĩ, nông, công, thương, binh cùng đoàn kết kháng chiến, đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc. Hiểu ý nghĩa của quốc kỳ thì mỗi công dân Việt Nam càng thêm trân trọng, tự hào với biểu tượng thiêng liêng của dân tộc. Tôi cảm thấy rất là vinh dự và được tự hào bởi vì nó khơi gợi lên trong tôi tình yêu nước và lòng dũng cảm để có thể là tôn vinh lên niềm tự hào của dân tộc. Và qua đó thì lá cờ Tổ quốc còn khơi gợi lên trong em một cái hình ảnh rất là thiêng liêng và cao cả của sự đoàn kết của các dân tộc Việt Nam ạ. Tôi rất yêu thích và quý lá cờ màu đỏ, lá cờ đỏ sao vàng, và hình ảnh ấy luôn nằm ở trong tim tôi, mang đến cho tôi nhiều cảm xúc khác nhau và lòng lâng lâng dâng trào cảm xúc. Khi thấy những lá cờ đó thì tôi đã nhớ lại những hình ảnh của cha ông ta ngày xưa dựng nước và giữ nước. Và hình ảnh đấy tôi luôn giữ trong mình và luôn tuyên truyền cho mọi người xung quanh biết những vẻ đẹp đó. Lá cờ sắc thắm, một biểu tượng kiêu hùng, linh thiêng của đất nước Việt Nam có được ngày hôm nay thì đã phải đánh đổi biết bao xương máu của lớp lớp người đi trước. Với mỗi người dân Việt Nam thì Tổ quốc luôn ở trong tim, cờ đỏ sao vàng luôn là tình yêu đất nước khi muốn bày tỏ. Thế nên khi trang chủ RFA tiếng Việt có dẫn bài biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ ghi rằng cờ đỏ sao vàng không đại diện cho người dân, hồi tháng 5 vừa qua thì có một làn sóng phản ứng dân cao độ. Thực chất thì đây là luận điệu xuyên tạc quen thuộc, sai trái của những kẻ phản động lưu vong. Còn đối với những người Việt Nam máu đỏ, da vàng, yêu đất nước, chuộng hòa bình thì luôn luôn trân trọng và tự hào cờ đỏ sao vàng năm cánh của đất nước. Lịch sử lá cờ đỏ sao vàng của chúng ta có một cái lịch sử rất là hào hùng. Năm 1940, trong cái cuộc kháng chiến của Nam Kỳ chống thực dân Pháp, thì ông Nguyễn Hữu Tiến đã là cái người đầu tiên là phát thảo, là vẽ ra cái lá cờ cho phong trào. Sau đó thì năm 41, mặt trận Việt Minh thành lập, và mặt trận Việt Minh đã ghi trong cái chương trình hành động của mình đó là sau khi giải phóng xong thì chúng ta sẽ lấy lá cờ đỏ sao vàng ở giữa làm quốc kỳ của cả dân tộc. Và sau khi chúng ta đánh đuổi thực dân Pháp, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì quốc hội của chúng ta họp năm 46 cũng đã ghi vào trong quốc hội là khẳng định lấy lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và sau tháng 30 tháng 4 năm 75, chúng ta đã giành chiến thắng. Quốc hội thống nhất toàn quốc năm 76 họp đã ghi trong hiến pháp về việc lấy lá cờ đỏ sao vàng là làm cái quốc kỳ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều đó có thể cho thấy chúng ta thấy một điều rằng lịch sử lá cờ của chúng ta nó gắn liền với lịch sử của quá trình chúng ta giành và giữ độc lập của Tổ quốc.
và được tất cả cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân ủng hộ lá cờ này. Cho nên tiếng nói của những thế lực nào đó thì chỉ là những tiếng nói lạc lõng và không đại diện cho người dân Việt Nam. Cảm thấy là bản thân mình giống như là bị xúc phạm khi mà những cái thế lực thù địch đó xuyên tạc về cái lá cờ Tổ quốc. Bởi vì đối với bản thân tôi thì tôi rất là tự hào về cái lá cờ của Tổ quốc Việt Nam mình. Khi đi trên đường thấy những cái lá cờ bay phấp phới thì tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy một niềm vui, sự thiêng liêng và giống như là một cái sự tôn trọng và kính yêu vô hạn đối với lá cờ Tổ quốc mình. Cờ đỏ sao vàng năm cánh trong cuộc sống thì càng thể hiện giá trị và ý nghĩa khi hiện diện trong những dịp trang trọng, ngày lễ Tết của đất nước, dân tộc và từng địa phương. Đã có rất nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay thượng tôn lá cờ đỏ sao vàng năm cánh của nước Việt Nam. Vào các dịp lễ Tết của dân tộc hay mỗi sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh thì ban điều hành khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài đi treo từng lá cờ đỏ sao vàng tươi tắn, phẳng phiu lên các con đường trọng điểm. Đó là những lá cờ tươi thắm được các đảng viên trong chi bộ Tân Trà 1 đóng góp để thực hiện mô hình đường cờ Tổ quốc. Đúng quy cách, tiêu chuẩn, mỗi lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc tung bay trước gió thể hiện tinh thần bất khuất của con người Việt Nam, dũng cảm, kiên cường và ưa chuộng hòa bình. Là cấp ủy chi bộ Tân Trà triển khai thì như vậy là các đồng chí trong cấp ủy rồi ban điều hành khu phố rồi ban công tác mặt trận vận động làm rất tốt về cái vấn đề này. Cái tuyến đường mà đã được làm treo cờ thì như vậy nó thể hiện rằng cái như vậy là cái tình yêu của cái Tổ quốc đối với lại nhân dân ở như vậy là địa phương trong khu phố Tân Trà 1. Là đảng viên mà phải gương mẫu thì lá cờ nó rất là thiêng liêng của Tổ quốc mà. Đó là tôi bản thân mình phấn đấu, suốt đời phấn đấu rồi. Mình phải có trách nhiệm tuyên truyền nhân dân. Những ngày lễ lớn thì mình phải gương mẫu treo cờ trước, vận động nhân dân cùng treo cờ. Trong chuỗi chương trình Tự hào cờ Tổ quốc tại thôn Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng thì ban tổ chức đã trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc. Cờ đỏ sao vàng được trao tặng để treo lên trước cửa từng ngôi nhà, tuyến đường ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. Mỗi người dân thì lại càng nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và tự hào, tự tôn dân tộc. Đảng, nhà nước ta cũng đã có sự đặc biệt quan tâm và quan tâm sâu sắc khi có quy định, hướng dẫn cụ thể đối với cách sử dụng cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng Cộng sản Việt Nam. Lòng thiêng đối với cờ đỏ sao vàng của dân tộc còn là việc gìn giữ từng tấc đất chủ quyền, vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Bởi vậy, những ngày vừa qua khi mà Google không cập nhật trên ứng dụng bản đồ Việt Nam bằng gốm sứ ở đảo Trường Sa của Việt Nam thì đã dấy lên làn sóng phản đối trong dư luận nhân dân. Nhiều người, nhất là các bạn trẻ, đã bày tỏ quan điểm của công dân và yêu cầu Google hãy trả lại đúng vị trí lá cờ đỏ sao vàng năm cánh trên bản đồ cho Việt Nam. Ngày 11 tháng 7 vừa qua, các cộng đồng mạng đã phát hiện ra rằng là cái lá cờ sao vàng của chúng ta trên nóc hội trường trên quần đảo Trường Sa thì đã biến mất trên cái Google công cụ tìm kiếm. Và như đưa báo Sputnik cũng đã đưa tin thì là không thể tìm thấy lá cờ này. Như các anh chị đã biết thì đây là cái lá cờ của Việt Nam rất là độc đáo, được kết từ 310.000 viên gốm và diện tích 310m² trên nóc của tòa nhà hội trường. Đại diện biểu tượng cho cái cột mốc chủ quyền, đánh dấu cái chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Đây là một việc rất là có ý nghĩa và thiêng liêng đối với tất cả người dân tộc Việt Nam. Nên việc Google đã có những cái biểu hiện hình ảnh không hiện lên đã khiến cho cộng đồng trên mạng rất là phẫn nộ và cá nhân tôi cũng cảm thấy rất là phẫn nộ với cái điều này. Việc chúng ta kịp thời lên tiếng, các cơ quan đại diện của chúng ta lên tiếng thì tôi cảm thấy rất là hài lòng và cũng mong Google nhanh chóng khắc phục cái sự cố không mong muốn này. Chúng tôi cảm thấy là không thể chấp nhận được việc Google bôi trắng cái lá cờ Tổ quốc của Việt Nam, bởi vì đó là hình ảnh thiêng liêng của Tổ quốc. Màu lá cờ là màu máu chứ không phải là màu trắng. Chính vì vậy là hành động của Google thì chúng tôi không thể chấp nhận được và đề nghị là sẽ đưa cái lá cờ Tổ quốc thiêng liêng của Việt Nam như hiện trạng ban đầu. Thưa quý vị, quốc kỳ Việt Nam là biểu tượng thiêng liêng của ý đảng, lòng dân, thể hiện ý chí quyết chiến, quyết thắng của dân tộc trong cuộc kháng chiến đánh đuổi quân xâm lược và xây dựng đất nước hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc hôm nay.
lá cờ đỏ sao vàng là minh chứng khẳng định cho sự thống nhất, độc lập, tự chủ và hòa bình của dân tộc Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Đến đây thì chương trình Góc nhìn thẳng kỳ này xin được tạm dừng. Mến chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.